Hello, hello, hello các bạn, mình là Linh Muối, hôm nay nhân dịp sinh nhật. Ở trong cái Sky Girl đấy và ở cái đỉnh điểm cao nhất luôn. Từ đây mình có thể nhìn được cả toàn thành phố, nhìn sang hướng casino, khách sạn rồi cả cái thác kia nữa. Vậy là xong một ngày sinh nhật tuổi 20 rồi. Chả biết nói gì ngoài cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh Tuấn, anh Tùng, chị Hạn, anh Trung và nhiều người khác nữa đang yêu quý và dành thời gian cho mình. Yêu mọi người nhiều.